Chào mừng các bạn và anh em. Anh Nguyên đang test một bài hát khủng long bò chúa. Có vẻ chưa được tất cả cái dòng nhạc Việt Nam mạnh nhẹ du dương chân tình. Tổng mô này có giá là 112.700.000, rất rẻ nhá. Và anh Nguyên lắp 100% linh kiện mới tinh, nhập khẩu chính hãng nguyên khối. Một loa siêu vip STX 825 3 nửa tiếng 3/10. Một cú đẩy Motivity 4/1300 đánh hai kênh. Và bác cùng nghe bản trong kênh nhá. Dài tay em mấy đóa mắt xanh xa, nghe lá thu mưa reo mòn con nhỏ, đường dài hun hút cho mắt thêm sâu. Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ, buổi chiều ngồi ngóng những chiếc mưa qua. Trên bước chân em sau một thời gian trốn đỉnh, hôm nay ca sĩ chân thành để trở lại sân khấu để phụ đồng bào và nhân cả nước nhá. Các bác cùng hội danh Nguyễn vào và chân thành một lại. Nguồn xanh đường cho mình xót xa. Quá hay luôn. Chiều nay buồn mưa sao có nhau hận lên nỗi đau, bước chân em chỉ kề mong. Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động, làm sao em nhớ những vết chim gì. Xin nay cho mưa qua để người yêu làm quên mình làm dù. Các bác hãy lắp tai phone để nghe tiếng báo thả với nhá. Và đến tép nó lại để chung nó phóng. Cơ hội này cực kỳ đẹp mắt, sang trọng là cấp. Cô đẩy Motivity 4/1300, cô đẩy chưa được 4 quả loa như kêu nhá. STX 825 bát xuất khủng từ 22-100. Tép cũng vậy nhá. Có chiếc vàng S690 một lưng tiếng DB Agotech 5S, một cửa lấy nguồn Enden Pro 62, một mic DB Agotech 550 hai là má, quá chuẩn luôn, hàng mới đét luôn nha, trong hộp cứ bền. Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ, buổi chiều ngồi ngóng những tiếng mưa qua. Trên bước chân em âm thầm lá buồn, trượt hồn xanh buồn cho mình giọt xa. Chiều nay còn mưa sao em không lại nhớ mãi trong cơn đau buồn, làm sao có nhau hàn lên nỗi đau, bước chân em xin đi mong. Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động, làm sao em nhớ những vết chim gì. Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng, sao xôi đá cũng cần có nhau. Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng, ngày sau xôi đá cũng cần có nhau. Bây giờ một bản sàn nữa nhá. Nhớ rằng là cảm thấy khô xịn với nhá. Samsung hoặc là iPhone thắt dây an toàn, nghe tiếng bắt nó đá. Nó đá nếu nó đá các bác không đỡ luôn. Nếu mà làm có tiền thì em nghĩ là phải rơi ví ngay. Đón em mày về nhà nhá. Các tiết sâu tầm.
lắm ạ. Quay rung bên người, rung trái. Quay ho ho nà chắc bình nó làm ấy nghe to à, nó nghe to à, nó bốc bốc à. Nghe chắc lên, nghe bé thì nó phê, nghe giữa thì nó phê loài. Sản xuất lắp tại Mexico, hàng mới đẹp nha, cho là cái độ mới độ dinh các bác không phải lo. Đây, 825 nhập khẩu chính hãng từ Mỹ nha. Đấy, quá đẹp luôn. Và một bộ mic DBA Gothic. Mic DBA này với đà lò 550 là má của lưng nguồn, lưng tiếng DAC 5S vàng cao cấp DBS 690. Đấy, đẩy sự Motiti 4000 đang dùng hai kênh với nhá. Thì tổng mô này có giá là 112.700.000. Với bộ ngoài này bác chơi được cả súp kép đó nhá. Mọi tin mua sắm lắp đặt liên hệ với em số điện thoại 0936553310. Thì ngoài những bộ cao cấp này, em những bộ hát bình thường với bình dân có hết với nhá. Em xin chào anh nhá.